Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Ở clip trước, mình đã cùng với các bạn tìm hiểu thông tin về chiếc đàn Grand Piano 2 pedal Yamaha G5E đã được bàn giao đến với trung tâm âm nhạc The 2N Music. Và ở video lần này, với thông tin cơ bản về cái đàn W104 màu cam đỏ. Và bây giờ hãy theo dõi video với mình nhé. Trước khi đến với thông tin về cây piano W104 thì The 2N Music là một trung tâm học đàn uy tín hiện nay dành cho các bạn tại quận Phú Nhuận. Lý do hàng đầu để anh em tin tưởng học tại trung tâm chính là đội ngũ giáo viên tận tình cùng nhiều khóa học đa dạng cho người chơi, chọn lựa như lớp đàn piano cho trẻ nhỏ và người lớn, các lớp thanh nhạc và hội họa. Và đây là vài thông tin cơ bản của cây piano này. Với chất liệu bằng gỗ gụ, cảm giác phím nhẹ dễ chơi, dây đàn bằng thép cường độ cao, bú đàn bằng lông cừu, khung đàn bằng gang độ bền cao với sâu bo bằng gỗ vân sam, mang đến âm thanh sáng trong trẻo và ấm áp. Với tất cả các model piano cơ Yamaha mua tại Minh Phụng Music thì chính sách hấp dẫn dành cho các bạn sẽ gồm bảo hành lên đến 10 năm, miễn phí lên dây 2 lần, tặng full quà tặng theo đàn, đó là ghế piano cao cấp, ống sưởi, khăn phủ đàn, khăn phủ phím. Cảm ơn The 2N Music đã tin tưởng và chọn lựa Minh Phụng Music là đối tác đồng hành trong việc giảng dạy tại trung tâm. Vậy là video về chiếc piano W104 hôm nay đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano cơ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.